hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh phong memo thì tiếp tục hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một chương trình EROP à, trên cái dự án coi sàn đó nha thì đây chính là cái sàn Az coi thì à, hiện tại nó sẽ cho mình à, khai thác cái đồng coi sàn của nó thì à, để tìm hiểu thêm về cái sàn này thì anh em có thể là bấm vào exit coiner web swap này đó, thì đây là cái trang à, chính của cái sàn này đó, thì anh em có thể đọc thêm đó, đây là một cái nền tảng DeFi tất cả cho một ha À, ở đây nó có trao đổi kiếm tiền xây dựng trên các giao thức cả giao dịch tiền điện tử phi tập trung hàng đầu rồi được hàng triệu người sử dụng dựa vào hàng tỷ ha Exit tự hào à, có cơ sở người dùng lớn nhất trong số tất cả các nền tảng phi tập trung trong lịch sử hiện tại những người dùng này đã đặt niềm tin vào nền tảng này và giao phó à, cho nó những cái tài sản đáng kể hiện tại đã có 668.170 à, người dùng trong 30 ngày qua giao dịch này đây là số lượng giao dịch ha rồi một số thông tin về cái đây là hợp tác đa chuỗi này ở đây thì nó cũng sẽ à, đây là một cái sàn cũng sẽ kết hợp hợp tác đa chuỗi trong đó nó có chuỗi ethereum này chuỗi bnb chuỗi polygon đó và chuỗi ob ha optimist rồi ở đây nó có cái chuỗi abitrum nữa nè đó rồi để tìm hiểu về cái sàn này thì anh em có thể bấm vào một số cái mục ở đây như là hệ sinh thái cộng đồng web 3 rồi xã hội tin tức chính sách bảo mật ha ha thì uh, để không uh, mất thời gian thì anh em á thì anh em sẽ xuống phòng mô tả video anh em kết vào đăng ký liền cho mình ha rồi anh em bấm vào cái link uh, phía dưới phòng mô tả video thì nó sẽ dẫn anh em đến cái màn hình cài đặt ở à, thì hiện tại cái dự án này nó sẽ chạy trên Google Play ha hoặc là Android rồi bây giờ mình bấm vào cái chỗ là Google Play nè anh em đầu tiên anh em sẽ tải xuống ha bấm cài đặt đó thì một ngày thì anh em sẽ đào khoảng là trên một đồng coi à, của sàn ha. thì những cái dự án coi sàn thì anh em không nên bỏ qua đó và đặc biệt cái dự án này nó cho mình đào rất là ít cho nên mình thấy là được cái khả năng của nó, giá trị của nó à, cũng rất là ok ha. thường thường những cái dự án nào mà đào coi số lượng ít á thì à, mình nên tham gia anh em nha vì tương lai cái giá trị của nó cũng sẽ rất là cao cho nên là khi nó cho mình erop thì nó cho rất là ít đó anh em mở lên rồi đây là một cái ứng dụng sàn tích vị tích hợp web 3 dễ dàng truy cập vào ứng dụng phi tập trung defi nft với web 3 ha kiểm soát số phận kỹ thuật số của bạn trong blockchain bấm tiếp theo nè mạng xã hội crypto file đó tiếp theo trung tâm tin tức crypto ha rồi bắt đầu đó thì đây đây là một cái sàn à, nói chung là nó khá giống với cái sàn okx nha nó cũng có cái phần web 3 đây là một cái sàn à, cũng như là kết hợp với ví luôn à, ví web 3 luôn ha đấy nên có phần ứng dụng và ứng web 3 này anh em chuyển sang chế độ web 3 thì nó sẽ có một cái cái phần à, tạo ví à, còn phía dưới bên trái là ứng dụng ha ứng dụng rồi thì à, đầu tiên à, anh em vào cái phần ứng dụng trước anh em bấm chữ à, À, bắt đầu này sẵn sàng nhận token Aerobe anh em bấm vào bắt đầu cho mình rồi tiếp tục ha anh em sẽ ở đây anh em sẽ tiến hành đăng ký cho mình anh em bấm vào chữ đăng ký đây đăng ký rồi anh em bấm vào email anh em nhập email mật khẩu nha thì mật khẩu đây sẽ là từ 8 đến 32 ký tự này chứa ít nhất một ký tự thường chứa ít nhất một ký tự hoa ít nhất một ký tự số ha và chứa ít nhất một cái từ đặc biệt anh em nha Để anh em nhập lại mật khẩu một lần nữa tiếp tục anh em bấm chữ đăng ký cho mình rồi bấm tôi không phải người máy nè rồi anh em sẽ giải cấp captcha chọn tất cả những hình có xe máy đó chỉ gắn máy bấm xác nhận này. xác minh đó rồi ở đây nó sẽ gửi một cái mã xác minh về cái email thì anh em vào email ha đó, bấm vào email này. Rồi, anh em sẽ copy cái mã này. 111247. Đó, 111247 bấm xác minh cho mình. Rồi bấm đóng. Rồi bây giờ anh em sẽ vào cái phần email. Anh em bấm vào đăng nhập ha. Đăng nhập chọn cái email hồi nãy đăng ký á. Mật khẩu luôn. Đăng nhập Đó, tiếp tục anh em sẽ thêm thông tin ha. Tên cá nhân, tên người dùng và mẹ giới thiệu. Đầu tiên tên cá nhân thì ở đây anh em sẽ nhập họ tên của anh em vào. Họ tên viết kho không dấu. Rồi, tên người dùng thì anh em sẽ nhập cái tên username ha. Rồi, ở đây mẹ giới thiệu thì ở phần mã giới thiệu anh em sẽ nhập cái mã giới thiệu của mình là phong emo ha. Phong emo nha. Đó thì sau khi anh em nhập mã giới thiệu của mình xong thì anh em bấm chữ tiếp tục cho mình nha đó rồi sau đó anh em bấm chữ bắt đầu đó anh em thấy không thì nó sẽ nhảy lên cái chỗ là tổng số EZC này đó khi anh em đăng ký là nó sẽ có được là bốn cái đồng EZC luôn ha đó còn phía dưới này là 1,26 đồng trên một ngày anh em nha đây là khai thác coi luôn này rất là tiềm năng luôn em nha đó, một ngày thì anh em sẽ khai thác được là 1,26 đồng ezc Rất là ít nha. Rồi, ở đây thì cứ sau 24 giờ anh em bấm vào để kết hợp đào. Đó, ha. Rồi, ở dưới đây là một số cái thông tin và cái phần quảng cáo của cái sàn ezcoiner ha. Rồi, đây là những thông tin. Đó, tương tự như những cái sàn khác. Đó, thì cái sàn này nó khá giống với cái sàn OKX ha. Đó, cả sàn OKX là nó sẽ kết hợp luôn vừa cái sàn và nó kết hợp kết hợp luôn một cái ví web ba thì cái sàn này nó cũng sẽ uh, tương tự như sàn đó rồi ở đây anh em bấm vào cái, cái cuốn sách này thì trên đây nó cũng sẽ là những cái tin tức liên quan rồi anh em bấm vào cái biểu tượng tiếp theo thì đây chính là một số cái xếp um, uh, hạng đồng coi ha, top 100 các đồng coi uh, theo vốn hóa thị trường đó rồi anh em bấm vào cái ví ở đây đó, tài khoản số dư thì đây là tài khoản số dư trên cái sàn anh em nha anh em lưu ý là trên sàn mình hiện tại là mình đã có bốn cái đồng EJC rồi này rồi ở phần token thì ở đây nó có cái phần khóa EJC thì khi mà anh em khai thác thì nó sẽ nằm trong cái phần token EJC bị khóa ở đây nó kêu là các token nhận được từ Erop và giới thiệu bạn bè sẽ được mở khóa sau khi xác minh thành công người dùng trên cả hai người dùng trên cả tài khoản của bạn và bạn bè Token đã mở khóa có thể được sử dụng để đổi qua truy cập dịch vụ hoặc chuyển đến MyNet. Đó Có nghĩa là những token này nếu anh em muốn mở khóa à, thì um, có nghĩa là token này sẽ được mở khóa ha à, khi sau khi à, sau khi xác minh thành công người dùng trên cả tài khoản của bạn và bạn bè. Có nghĩa là giữa bạn và với bạn bè của anh em à, là cả hai người cùng với xác minh tài khoản thì à, nó sẽ được mở khóa cái token này à, rất đơn giản ha. Anh em quay lại ngôi nhà đó sau đó em vào cái phần à, à, góc trái bên trên, đó thì em sẽ thấy được cái à, ở đây có phần ví này, rồi phần thu nhập EJC này, đội kiếm tiền là phần à, referral của em á, hồ sơ cài đặt ha, em bấm vào hồ sơ cài đặt, thì trên đây nó sẽ thể hiện thông tin email này, tài khoản ha, rồi quay ra em vào cái phần thu nhập EJC cho mình ha, bấm vào thu nhập EJC. Thì đây chính là cái công thức mà nó chỉ tính phần thưởng cho anh em nha. Thì khi mà anh em đăng ký á, thì phần thưởng ước tính hàng giờ này nó sẽ là 0.0525 cái đồng EZ coi trên 1 giờ. Đó, ở đây nó có công thức cơ bản này. À, 0.042 nhân với 1.25 nhân với 1 thưởng này. À, đây là tốc độ cơ bản là 0.042 nha. Đây là số tiền ước tính kiếm được trong 1 giờ. Thay đổi dựa trên số lượng người dùng và số lượng Aerobe còn lại trong hệ thống. Rồi, ở đây là phần kết nối là 1.25 này, người dùng là một nha. Đội của bạn này. Thì khi mà anh em tuyển uh, thêm bạn bè thì anh em sẽ tăng được cái số cái số bạn bè ở đây lên thì nó cũng sẽ tăng được cái phần thưởng uh, Azic lên nha. Ở đây phần thưởng này, phần thưởng đặc biệt cho người dùng khi tham gia các chương trình dự án nha. Đó. Rồi thì uh, để kiếm uh, để mời bạn bè ha thì anh em bấm vào cái ví này này, sau đó anh em sẽ thấy được cái phần là nhận thêm 25% thành viên hoạt động ha, tỷ lệ thưởng không giới hạn thì anh em bấm vào mũi tên đây. Đó, thì nó sẽ hiện ra một cái link. Thì anh em sẽ copy cái link này chia sẻ với, cho bạn bè ha, kèm theo cái mã mời của anh em. Thì anh em sẽ chia sẻ bằng bè thì uh, khi mà anh em chia sẻ bạn bè thì anh em sẽ kiếm thêm được cái đồng ASIC coiner của nó ha. Rồi quay ra. Tiếp tục anh em vào cái phần web3 cho mình. Đó. Thì ở đây nó cũng sẽ tích hợp một cái ví web3 luôn. Đó, thì cái ví này là giống như cái ví uh, phi tập trung À, của cái cái những cái cái ví khác, đó. anh em có thể là lưu trữ coi à, của mình. Đó. Còn nếu như anh em muốn à, giao dịch thì anh em chuyển từ coi từ cái ví web ba này sang cái cái sang, thì anh em có thể là giao dịch được ha. Rồi ở ví web ba này anh em cũng nên tạo cho mình cái ví web ba luôn ha. Thì anh em bấm vào là tôi chưa có ví này, đó, anh em tạo luôn. Rồi anh em sẽ à, cài đặt cái mật khẩu của ví ha. À, anh em sẽ à, cài đặt hai lần, sáu chữ số nha. Như vậy là xong. À, sau khi anh em bấm vào cài đặt thì anh em sẽ có sáu chữ số luôn. Tiếp theo là cái việc quan trọng nhất là anh em sẽ sao lưu ví của bạn để sử dụng đầy đủ chức năng hơn thì anh em bấm vào cái mũi tên bên phải đây, anh em nhập mã xác nhận cho mình. Đó. Thì nó sẽ xuất hiện cho anh em là 12 ký tự đặc biệt. Thì anh em sẽ ghi ra giấy ha, hoặc là sao chép lưu một nơi bí mật an toàn. Để anh em lưu cái 12 ký tự bảo mật này lại. Sao chép, bấm vào sao chép này, lưu vào ha. Anh em bấm chữ hoàn thành cho mình nha. Sau khi anh em uh, chụp màn hình hoặc là sao chép ghi ra giấy rồi anh em bấm chữ hoàn thành cho mình. Tiếp tục nó sẽ xuất hiện cái uh, phần uh, 12 ký tự thì nó yêu cầu là anh em sẽ sắp xếp 12 ký tự này theo đúng ký tự, theo đúng cái trật tự như ban đầu ha. Thì anh em sắp xếp vào anh em chọn từng từ từ tương tự từ số 1 cho đến số 12. Rồi sau khi anh em sắp xếp uh, đúng theo thứ tự 12 ký tự đặc biệt anh em bấm vào chữ xác nhận cho mình ha đó sau đó anh em bấm chữ à, hoàn tất này đó, đó thì như vậy là mình đã tạo thành công một cái ví web ba à, trên cái sàn là à, Corner ha đó là về cơ bản như vậy thì ở đây à, anh em chỉ cần đăng ký theo các bước của mình như vậy là anh em đã xác minh thành công ở cái sàn này rồi ha thì à, khi mà anh em mời bạn bè thì bạn bè của anh em cũng xác minh giống như anh em thì lúc đó cái đồng coin coi này nó sẽ được mở khóa tự động cho anh em đó cách rất đơn giản thôi ha rồi, ok như vậy em nha. Thì đây là một cái keo sàn Ezy uh, Coiner. Thì đây mình cái sàn mình cũng thấy là khá tiềm năng với cái ở uh, uh, đây là cái uh, giao diện của cái sàn nó cũng khá giống với sàn OKX ha. Là một cái sàn web3 rất là hay và cũng mới ra luôn. Và hiện tại nó đang cho mình uh, đào cái đồng coi sàn của nó rất là giá trị anh em nha. Thì uh, với đồng coi này thì uh, mỗi ngày anh em chỉ đào hơn uh, có nghĩa là hơn một cái đồng coi trên một ngày thôi. Cho nên là cái tiềm năng của dự án này mình nghĩ cũng khá là ok. Đó. Thì uh, những anh em nào xem được video mình thì uh, nên tranh thủ và đăng ký cho mình liền. Cách thức đăng ký của cái sàn này cũng rất là đơn giản thôi. Không cần phải xác minh KYC gì hết. Thì anh em chỉ cần uh, uh, thực hiện các cái bước đăng ký, nhập mã mời cũng như là xác minh phần email. Uh, như vậy là đã thành công rồi nha. Rồi ok thì uh, như vậy anh em nha. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình một nút like để ủng hộ video ha. Những anh em nào chưa đăng ký kênh. Thì anh em có thể là bấm vào nút đăng ký à, và chọn chuông phải. Anh em sẽ chọn tất cả ha, để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình.